X51 Story mến chào quý thính giả. Quân quốc thể chế hay thể chế quân phiệt là chế độ mà toàn bộ quốc gia phục vụ cho mục đích quân sự, hoặc là để tranh bá, hoặc là để tự bảo vệ mình. Sau khi sự việc này xuất hiện thì tất cả các quốc gia đều gắn liền với chiến xa và không thể quay đầu được. Vì sao? Bởi vì nếu quốc gia khác tập hợp tất cả nguồn lực, họ sẽ trở nên vô cùng cường đại. Nếu quốc gia của bạn không đi theo con đường chủ nghĩa quân phiệt, thì quốc gia của bạn chỉ có thể bị quốc gia khác đánh bại hoặc bị thôn tính. Cho nên khi một quốc gia đi trên con đường chủ nghĩa quân phiệt, thì tất cả các quốc gia khác đều đi theo. Mà đây là con đường không thể quay đầu. Sự kiến lập của chủ nghĩa quân phiệt đã thay đổi rất lớn hình thái của chiến tranh. Chiến tranh thời Xuân Thu là chiến tranh, tranh bá, còn chiến tranh thời Chiến Quốc là chiến tranh, diệt quốc. Bởi vì thiết kế chế độ thời Xuân Thu chưa hoàn thiện, quốc gia còn chưa kiến lập thành chế độ quân phiệt hoàn thiện, hiệu quả cao. Khi anh muốn thôn tính một quốc gia khác, thì anh không thể quản lý được. Cho nên chiến tranh thời Xuân Thu, thông thường là hai nước giao chiến. Sau đó quốc gia thất bại xin lỗi bằng cách đưa vài khối ngọc, bảo vật, hoặc là nhận lỗi với thiên tử. Như thế chiến tranh kết thúc. Hơn nữa, chiến tranh thời Xuân Thu đều rất ngắn. Nhưng đến thời Chiến Quốc lại không như thế. Lúc đó, nhiều phương diện đã thành thục như chế độ quốc gia, huấn luyện quân đội, phương pháp đánh trận. Mục đích chiến tranh thời Chiến Quốc là tranh đoạt đất đai, tiêu diệt quân đội của nước khác, cướp lấy nhân khẩu và tài sản. Như thế, chiến tranh thời Chiến Quốc đã trở thành chiến tranh diệt quốc. Vì thế từ thời Xuân Thu đến Chiến Quốc, cũng tức là từ xã hội cộng đồng nhỏ đến chủ nghĩa quân phiệt, thì tất yếu đã xuất hiện sự thay đổi về hình thái chiến tranh. Tiếp theo sẽ từ các phương diện như vũ khí, chiến thuật, quy mô quân đội, thành phần tham dự, quy tắc chiến tranh, để làm một số so sánh đặc điểm chiến tranh từ thời Tây Chu đến Xuân Thu Chiến Quốc. Vào thời Xuân Thu đã xuất hiện đột sắt. Đột sắt không chỉ sử dụng để cày ruộng, mà còn được sử dụng để chế tạo vũ khí. Cho nên vào thời Xuân Thu đã bắt đầu xuất hiện vũ khí kiểu mới. Chúng ta có thể đã từng nghe về những bậc thầy đúc kiếm rất nổi tiếng như là Can Tương, Mạc Tà, Âu Giá Tử. Họ đều là nhân vật thời kỳ Xuân Thu. Lúc đó sắt đã trở nên rất phổ biến. Sắt chỉ cần thêm carbon là thành thép, cho nên người thời ấy đã biết luyện sắt và luyện thép, luyện được các chủng các dạng hợp kim, sau đó dùng nó để chế tạo vũ khí. Vào thời Xuân Thu, ở nước Ngô, nước Việt, nước Sở đều có những bậc thầy đúc kiếm rất nổi tiếng. Trình độ đúc kiếm của Trung Quốc cao đến mức độ nào? Vào tháng 12 năm 1965, ở Lăng Mộ Sở, tại núi Vọng Sơn số 1 đã khai quật được cây kiếm của Việt Vương Câu Tiễn. Cây kiếm cách đá cách đây 2.500 năm. Khi khai quật lên, thì cây kiếm này có ánh sáng từ lưỡi kiếm tỏa tứ phía, vô cùng sắc lẹm, không hề có gì xét. Điều này nói lên rằng, trình độ đúc kiếm thời đó là cao đến mức độ nào. Chúng ta nhìn vào sẽ thấy trên kiếm có 8 chữ triện là Việt Vương Câu Tiễn tử dụng chi kiếm, nghĩa là kiếm Việt Vương Câu Tiễn dùng. Sau khi khai quật lên, lấy thanh kiếm vạch nhẹ lên sấp giấy, thì sấp giấy đã bị cắt làm đôi. Thời đó còn phát minh ra nỏ. Chúng ta biết rằng cung là dùng lực cánh tay để bắn, còn nỏ là chân dậm lên để bắn. Nỏ của nước Hàn thời Chiến Quốc là tốt nhất, có thể bắn xa nhất 800 mét. Thời ấy, việc sử dụng cung tiễn, gồm cả việc phát minh ra đột sắt đã nâng cao hiệu quả sát nhân trên chiến trường. Nói về chiến thuật công thủ, thì thời kỳ này cũng có những thay đổi rất lớn. Đã xuất hiện những công thành chiến pháp, phương pháp công thành trong chiến tranh dùng thủy công, hỏa công. Chúng biết binh gia Tôn Vũ đã ngũ trận nhập Dĩnh, năm trận mà tiến vào được đô thành Dĩnh Đô của nước Sở. Dĩnh Đô là thành rất lớn và khó đánh, vì sao Tôn Vũ công hạ được? Chính là vì ông đã dùng thủy công. Chiến tranh thời Xuân Thu lấy chiến xa làm chủ, hai bên dùng chiến xa để xếp trận, sau đó mới xuất kích. Đến thời Chiến Quốc, thì bộ binh và kỵ binh là quân chủng giã chiến chủ yếu. Các chủng các dạng, bao vây chiến, nghĩa là chiến tranh kiểu bao vây, đã trở thành chiến thuật chủ yếu. Chúng ta biết Triệu Vũ Linh Vương với Hồ Phục Kỵ Xạ, nghĩa là mặc trang phục người Hồ, chú trọng huấn luyện kỵ binh và kỹ năng bắn cung, thì đây là nói về kỵ binh. Thời đó kỵ binh của nước Tần vô cùng lợi hại, ngay cả quân Hung Nô vốn lớn trên lưng ngựa cũng đánh không lại nước Tần. Ở đây thấy rằng, về binh chủng đã phát sinh thay đổi. Thêm nữa, số lượng quân đội đã gia tăng lượng lớn. Thời Xuân Thu lấy chiến xa làm chủ, cho nên để tính toán binh lực thì thông thường là tính toán số chiến xa. Binh xa nhất thặng, nghĩa là một cỗ binh xa, thông thường là 30 người. Cho nên, hiên thặng chi quốc, nghĩa là quốc gia có 1.000 cỗ xe, thì số lượng quân nhân của quốc gia họ là 3 vạn mà thôi. Đến thời Chiến Quốc, thì binh lực của Chiến Quốc Thất Hùng đều là mấy chục vạn. Trường bình chi chiến, nghĩa là trận chiến trường bình, trong chốc lát mà quân Tần đã giết hơn 40 vạn quân Triệu. Nhưng nước Triệu không phải là quốc gia lớn nhất thời Chiến Quốc, mà cũng có tới mấy chục vạn quân. Còn khi nước Tần và nước Sở quyết chiến, thì nước Tần động viên được 60 vạn, nước Sở động viên được 100 vạn. Cho nên thấy rằng, vào thời Chiến Quốc thì số lượng binh sĩ đã tăng lên rất nhiều. Có nhiều người sẽ thắc mắc rằng, vì sao số lượng binh sĩ lại gia tăng? Trong quá khứ làm sao có nhiều người làm binh sĩ như thế được?
Câu trả lời là, bởi vì thân phận người tham chiến đã xảy ra thay đổi. Vào thời Tây Chu và Xuân Thu, thì xã hội lấy thân tình, tình cảm người thân, làm luân lý, kiến lập một kết cấu chính trị như vậy. Trong một kết cấu như vậy, chỉ có quý tộc mới được làm lính đánh trận. Bởi vì nếu muốn làm lính đánh trận, thì họ phải chuẩn bị ngựa, xe, giáp, vũ khí, lương thảo. Nếu không có tiền thì không thể đánh trận được. Cho nên vào thời ấy, đánh trận là một đặc quyền của quý tộc. Điều này cũng giống với châu Âu thời Trung Cổ. Châu Âu thời Trung Cổ là xã hội phong kiến, Tây Chu của Trung Quốc cũng là xã hội phong kiến. Vào thời Trung Cổ, quý tộc châu Âu, hay còn gọi là võ sĩ, thì đánh trận là đặc quyền của họ. Người bình thường căn bản không nói chuyện đánh trận, bởi vì họ không chuẩn bị được những thứ nói ở trên như ngựa, lương thảo. Xã hội thời Xuân Thu dựa vào huyết thống thân tình để làm sợi dây gắn bó, kết thành từng vòng xã hội cộng đồng nhỏ. Điều này nghĩa là, giữa đại phu và chư hầu là cộng đồng nhỏ. Giữa chư hầu với thiên tử là một cộng đồng nhỏ khác. Vậy thì quan hệ giữa quốc gia với quốc gia chính là quan hệ giữa các gia đình quý tộc. Tất cả các hoạt động ngoại giao cũng chính là các hoạt động trong gia đình, thêm vào đó còn có quan hệ thông hôn, quan hệ thông gia. Điều này đưa đến một hiện tượng đó là, dù là thời kỳ nào, Xuân Thu hay Chiến Quốc, miễn là quý tộc tồn tại, thì quy mô chiến tranh vô cùng có hạn. Thời Xuân Thu Chiến Quốc có những luật bất thành văn, mỗi khi các bên giao chiến. Người xưa vẫn gọi đó là đệ nhất lễ nghi, đệ nhị thắng phụ, còn thể gọi là tiên soạn lễ nghi, hậu phân thắng bại. Vào đầu thời Xuân Thu, những quyền lực thực tế của Chu Thiên Tử, hay vua Chu, trong việc liên kết hay lệnh cho các nước chư hầu đã không còn. Nhưng nếu hai nước nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra các cuộc chiến tranh thì danh nghĩa của họ vẫn là thần tử của vua Chu. Và ngay cả trên chiến trường cũng có các quy định không thành văn mà bên nào cũng cần tuân theo kể cả khi giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực. Vậy những quy tắc đó là gì? Một là, trước khi tuyên chiến với một nước, bên tấn công phải đưa ra được lý do phát động cuộc chiến, lý do đó phải thuyết phục được đa phần người dân và không thể nói một cách mập mờ hay qua loa. Hai là, nếu một quốc gia không may rơi vào tình trạng khẩn cấp như xảy ra như thảm họa thiên nhiên bão lũ, động đất, sạt lở, khiến dân chúng phải di tản hoặc quân vương đột tử thì quốc gia khác không được nhân cơ hội đó mà tấn công, chiếm đất. Đây được coi là hành động bất nghĩa, chỉ có kẻ tiểu nhân mới làm. Ba là, trước khi hai bên giao tranh, họ sẽ đưa đến các sứ giả để nêu rõ lý do vì sao họ lại quyết định tham chiến, dùng tới vũ lực để giải quyết vấn đề. Đồng thời, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì các bên không được giết sứ giả của bên kia. Thực tế, sứ giả là cũng chỉ là người đưa tin, truyền tải thông điệp chứ không có giá trị về mặt quân sự. 4 là, địa điểm giao tranh đầu tiên không phải ở trong bất cứ một quốc gia nào mà sẽ là vùng biên giới giữa hai quốc gia. 5 là, chiến tranh không phải là một trò chơi có thể kết thúc trong một sớm một chiều. Khi chiến sự giằng co, hai bên sẽ rất mệt mỏi và cần thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu chưa bên nào giành được ưu thế mà vẫn đang cân sức thì họ sẽ giao ước một khoảng thời gian tạm ngưng chiến. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, không bên nào được lén lút tập kích bên kia. 6 là, nếu có vua của một nước xuất hiện trên chiến trường thì hai không được phép tấn công giết vua. Bình thường thì vua không trực tiếp ra trận mà giao cho các tướng. Nếu họ xuất hiện thì tức là cuộc chiến này cần phải tạm ngừng lại. Trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, đã từng có một trường hợp vì quá quân tử mà nhận lấy thất bại cay đắng. Đó là trận Hoàng Thủy Đại Chiến vào năm 638 trước Công Nguyên, khi ấy Trung Nguyên còn bị phân chia bởi nhiều nước chư hầu. Theo Sử Ký Tư Mã Thiên, phần Sử Ký Tống Thế Vi ra, thì Tống Tương Công là vua thứ 20 của nước Tống, một quốc gia chư hầu đầu thời kỳ Xuân Thu. Cũng theo Sử Ký Tư Mã Thiên thì Tống Tương Công được liệt vào hàng ngũ bá, cùng với Tể Hoàn Công, Tần Mục Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương. Năm 639 trước Công Nguyên, Tống Tương Công bị vua nước Sở Thành Vương lừa bắt ở đất Vu khi đang dự hội chư hầu. Rồi Sở Thành Vương tấn công nước Tống, chiếm vài thành trì. Sau khi được thả về nước, Tống Tương Công ôm hận phục thù. Năm 638 trước Công Nguyên, ông đem quân đánh nước Trịnh là đồng minh với nước Sở. Sở Thành Vương đem quân tới cứu, hai bên giáp mặt nhau ở sông Hoàng Thủy. Quân của Tống Tương Công đã tới chiếm được vị trí nhiều ưu thế về địa hình bên bờ sông để chờ quân Sở tới. Tướng nước Tống là Tư Mã đã khuyên Tống Tương Công khi quân Sở đang bố trí vượt sông, mới lên bờ đội hình chưa ổn định thì nên nhanh chóng tấn công tiêu diệt. Nhưng Tống Tương Công không nghe, ra lệnh đợi quân Sở sắp xếp toàn bộ chú đáo mới đánh một trận sòng phẳng. Ông cho rằng đánh khi quân Sở chưa chuẩn bị là việc làm không quân tử và hèn hạ. Kết quả, quân Sở bày trận và xông lên chiến đấu vô cùng dũng mãnh, quân Tống thua tan tác, bại trận, bản thân Tống Tương Công bị thương ở đùi. Còn trong trận chiến Yển Lăng giữa quân nước Tấn đứng đầu là Tấn Lệ Công và quân nước Sở đứng đầu là Sở Cung Vương vào năm 575 trước Công Nguyên cũng đã chứng kiến một luật bất thành văn được sử dụng, đó là không giết vua nước khác trên chiến trường. Cụ thể, tại trận chiến này, chủ tướng nước Tấn là Khích Chí khi giao tranh và đánh cho quân Sở rơi vào thế thất trận. Ba lần chiến xa của Khích Chí gặp của Sở Vương trên chiến trường đang rút chạy đều không bắt giết Sở Vương mà thậm chí còn xuống xe hành lễ.
Sở Vương thấy hành động quân tử của Khích Chí trong chiến tranh nên cũng cảm kích, thậm chí còn trao tặng cung tên của mình cho Khích Chí. Tại sao lại có chuyện như vậy? Trong các cuộc chiến đẫm máu không khoan nhượng mà lại bỏ qua cơ hội giết vua bên địch. Đó được lý giải bởi tư tưởng thời Xuân Thu vẫn coi Chu Thiên Tử là hoàng đế trong thiên hạ. Các nước chư hầu có vua nhưng chỉ mang tướng vương hoặc công. Chu Thiên Tử vẫn có sức ảnh hưởng nhất định tới các nước chư hầu. Ngay cả khi mâu thuẫn giữa các nước nổ ra thì họ vẫn sẽ cư xử đúng mực, coi vua các nước là thần tử của hoàng đế nhà Chu, không thể tùy tiện bắt giết. Hơn nữa, chỉ huy trên chiến trường thường là dòng dõi quý tộc, họ được dạy tư tưởng người quân tử, đề cao danh nghĩa chứ không như binh lính đa phần là nông dân và tù binh trước kia. Nhưng vào cuối thời kỳ Xuân Thu chiến quốc, mọi thứ đã thay đổi và chiến tranh chỉ còn chỗ cho sự bạo tàn. Bất cứ sai lầm nào dù là của ai cũng phải trả giá và đối phương sẽ trừng phạt không khoan nhượng. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.